Em xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay là phiên ngày 29 tháng 4 năm 2021 của kênh Lan Rừng Tuyết Kha tại thành phố Cao Bằng. Hôm nay thì tuy là chưa phải cuối tuần nhưng mà do là ngày mai nghỉ lễ nên là hôm nay thì em cũng có nhập hàng về để bán luôn cho mọi người. Các bác sau khi xem xong video có nhu cầu sưu tầm loại nào thì liên hệ số điện thoại 0914 996 482 để đặt hàng nhé. Hôm nay thì em có về khá là nhiều loại hài và một số loại phong lan nữa. Đấy. Chủ yếu thì vẫn là hàng rừng mọi người ạ. Hôm nay thì có khá là nhiều loại em chia thành hình, ví dụ như đuôi cáo này, hài hương này, với cả sơn thủy tiên họng đen. Thế nên là có thể video này sẽ hơi dài một chút, các bác chịu khó xem giúp em nhé. Em sẽ giới thiệu từ ngoài này. Đầu tiên đây là kiếm bóc đô. Kiếm bóc đô thì nếu mà theo đúng mùa thì nó sẽ nở vào dịp Tết âm lịch. Bóc đô này thì em bán giá là 120.000 một kg. 120.000 một kg. Kiếm bóc đô ạ. Tiếp theo là kiếm đỏ. 80.000 một kg ạ. Kiếm đỏ hay còn gọi là kiếm hồng hoàng ấy. Một số nơi thì gọi là kiếm bích ngọc. Đấy, rất là nhiều tên. Và cái mặt hoa của nó cũng rất là đa dạng phong phú mọi người ạ. Có màu hồng, màu cam, màu nâu, màu đỏ, màu xanh nữa. 80.000 một kg. Tiếp theo là bạch ngọc đuôi công. Bạch ngọc đuôi công thì hôm nay em về được một ít thôi. Em đã chia thành từng bó. Mỗi bó này là 5 lạng. Nó cũng thành các dề nhỏ mọi người nhé, cũng không phải là hàng rời đâu. Một bó này là 150.000, hôm nay em về 4 bó. Thì có 3 bó là rời, còn một cái dề, đây là một dề ạ, là 5 lạng luôn, 150.000. Duy nhất một cái dề này là liền thôi, còn lại là những cái dề nhỏ mọi người nhé. 150.000 một bó, bạch ngọc đuôi công. Tiếp theo, địa lan Mạc Xuân. Mạc Xuân thì hôm nay về hàng giống lẫn với cây to lẫn lộn hết ạ. Em bán giá là 80.000 một kg. Mạc Xuân thì hôm nay về được có tí thôi. Được mấy cân, 2-3 cân gì đấy thôi. 80.000 một kg. Tiếp theo là kiếm bạch ngọc. Kiếm bạch ngọc thì cái lô này có những dề khả năng là khoảng tầm 1 cân đấy ạ. Đấy. Hàng nói chung là rất là đẹp. Đây, có những dề 1 cân trên 1 cân đấy mọi người ạ. Mà dề bé cũng có, thì các bác có nhu cầu lấy dề khoảng tầm bao nhiêu, cái trọng lượng khoảng bao nhiêu thì để em chọn cho nhá. Em bán giá là 300.000 một kg. Kiếm bạch ngọc. Tiếp theo bên này là hoàng thảo trúc đen. Trúc đen thì hôm nay em cũng có về được một ít thôi. Nó đang nở hoa các bác ạ. Đang vào mùa hoa này. Đây là mặt hoa trúc đen. Gọi là trúc đen nhưng mà hoa nó lại là màu vàng rất là đẹp và thơm, cực kỳ là thơm luôn ạ. Đặc điểm của cái trúc đen này là như này mọi người nhá. Đây này, hàng thì hàng nhà em mới về này, rất là xanh. Tuy nhiên là vẫn có một số trường hợp nó là có những cái dề, bởi vì cái thân của nó to này. Thế nên là thân nó to, cành thì bé. Thế nên là nhìn thì ví dụ như các bác muốn lấy những cái dề to ấy, thì khi mà nhận hàng các bác sẽ nói là nhiều thân già và hàng xấu. Đấy, nhưng thật ra thì cái đặc điểm của trúc đen này nó như vậy. Đây này, như các bác nhìn thấy dưới gốc này có thể là nhìn thấy nó toàn thân già thôi. Nhưng mà thật ra bên trên này, đó, thì nó rất là tươi và nó đang nở hoa này. Lá của nó thì sẽ có một số cành nó xuống lá như thế này. Đấy, chứ không phải héo, không phải dập nát gì đâu mọi người nhá. Đấy, cái này thì cái này là 3 dề, 4 dề. Thì bó vào nó cũng chỉ được bằng này lá thôi. Thì các bác tưởng tượng lấy 1 dề thì cái số lượng lá của nó cũng rất là ít. Hàng thì tươi, không phải là héo đâu. Đấy. Cả một lô hàng của em nhìn cái gốc thì rất là nhiều luôn, nhưng mà nhìn lá thì cực kỳ là ít. Nên là cái đặc điểm của trúc đen nó là như vậy mọi người nhá. Em bán giá là 200.000 một kg ạ. Tiếp theo đây là địa lan luân. Lan luân thì đang mầm.
đang rất là nhiều mầm lên rồi này. Đây là mầm hoa nhá. Đó, mầm hoa em bán giá là 80.000 một kg. Lan luân thì có nhiều màu lắm, xanh, đỏ, tím, vàng, có 4 màu luôn. Tuy nhiên là em không chọn màu được ạ. Cái này hàng rừng thì mặt hoa nó sổ số thôi. 80.000 một kg. Tiếp theo là hạc đỉnh, đây là hạc đỉnh hồng, 120.000 một kg. Đây, đang mầm đây mọi người ạ. Đó, 120.000 một kg. Đây là củ dâu hùm này. Dâu hùm, hôm nay thì em có một ít này thôi, 15.000 một lạng. Dâu hùm. Tiếp theo đây là củ bầu rượu, hay còn gọi là bạc diệp, lan bạc diệp. Em bán giá là 80.000 một kg. Tài lan đấy, mọi người tìm trên mạng có thể tra là tài lan này hoặc là bạc diệp thì sẽ ra mặt bông của cái loại hoa này. Còn nếu các bác tra là bầu rượu, lan bầu rượu thì nó sẽ ra loại khác, ra cái loại chính thức là củ bầu rượu, nó hoa nó màu trắng trắng tím. Còn cái loại này thì hoa nó màu nâu vàng ạ, màu cam. Hôm nay thì em về được mấy hình cáo, em sẽ giới thiệu với mọi người luôn. Hình số 1 có giá là 100.000. Đây, hình cáo số 1. 100.000 thì gồm có một cây đang có nụ đây mọi người nhé. Cây một nụ này. Một cây, cây này nữa, cây thứ 2 này. Cây thứ 3 và cây thứ 4. Đấy, bốn cây này là hình số 1, 100.000. Tiếp theo hình số 2 cũng có giá là 100.000. Gồm có một cây này, cây này cũng đang nụ đây ạ. Hai cây lá xếp, ba cây đang nụ đây, bốn cây và năm cây, cây này cũng đang nụ đây mọi người ạ. Đây ạ, ở phía trong này. Cây này thì nhìn nó, nhìn cái phần lá nó hơi lỗi lỗi một chút nên nó bị nứt nứt ở cái đây, cái chỗ cuồng lá này. Tuy nhiên là cây này thì lại rất là đẹp, bản lá to đấy, hơn ba ngón của em rồi, gần bằng bốn ngón rồi. Cây này bản lá to. Đây là hình số 2, 100.000. Tiếp theo hình số 3. Hình số 3 là một dề mẹ con, có giá là 200.000 ạ. Lá xếp, các bác nhìn thấy dễ nó phát triển chưa. Đấy, một mẹ hai con, 200.000 ạ, số 3. Tiếp theo hình số 4. Hình số 4 là cũng là dề mẹ con, một mẹ và ba con, bốn con, có hai vòi hoa này. Đây, một vòi, hai vòi, có giá là 200.000 ạ, số 4. Tiếp theo hình số 5. Hình số 5 có giá là 100.000, gồm có một cây này, hai cây ạ, ba cây, bốn cây, năm cây. Năm cây này. Hình số 6 cũng là 100.000, gồm có một cây, hai cây, ba cây, bốn cây và một cây nhỏ này nữa. 2 này, 3, 4, 5 cây. Đây là hình số 6, cũng có giá là 100.000. Đó là các cái hình cáo. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu các cái hình sơn thủy tiên họng đen. Đây có một số rễ thì vẫn còn hoa. Đây mọi người ạ. Và em đảm bảo cho các bác là cái lô hàng này 100% là cái loại sơn thủy tiên họng đen hoặc là họng nâu này nhá. Hoa nó thì cũng mới tàn thôi. Một số rễ thì em đã bấm hoa đi rồi, bởi vì nó cũng đã tàn rồi. Số 1, hình số 1 có giá là 800.000. Cái rễ này 800.000. Hình số 1 sơn thủy tiên. Rễ này, rễ đang bắn ra này mọi người ạ. Đấy. Tiếp theo đây là hình số 3. Hình số 3 có giá là 450.000. 450.000 ạ. Đấy, cũng là một rễ. Hình số 17 có giá là 640.000. 640. Cái này rễ nó bắn ra rất là khỏe mọi người ạ.
Đấy. Cái này về các bác trồng chịu khó chăm chút tưới tắm cho nó, giữ ẩm cho nó là nó ra rất là nhanh luôn. Tiếp theo là hình số 7 có giá là 400.000. 400.000 thì có cái một cái rễ như này. Đây, cái này thì lúc nãy nó em cầm vào nó bị tuột ra. Cái thân này thì đây em cho các bác xem này, nhìn các bác xem kỹ giúp em này, rễ, phần rễ nó ra rất là nhiều luôn này. Đấy, chi chít tua tủa luôn. Đó, đây. Đó, còn cái rễ này thì nó lại là những cái thân cho hoa hết rồi. Tới này thì nó sẽ nảy sinh mầm ở cái phần gốc. Đây sẽ là hình 7 nhá. 400.000 ạ. Tiếp theo hình số 5 có giá là 240.000. 240. Đấy, các bác thấy rễ, rễ trắng này, rễ trắng nó đang bắt đầu bắn ra. Rất là khỏe luôn. Này, tới đây những cái mầm gốc này nó sẽ lên này. Đó. Đối với cái hình số 5 này thì cũng gần như là rời rồi, mọi người ạ, thành 2 dề đấy. Thành 2 dề, 240.000. Tiếp theo hình số 14. Hình số 14 có giá là 640.000 ạ. 640.000. Dề mầm đây ạ. Mầm nó đang phát triển này, rất là khỏe luôn. Đây nữa này. Đó. Đây này, mầm nhiều lắm mọi người ạ. Số 14, 640. Tiếp theo số 13. Số 13 dề này là 700.000 ạ. Dề này nãy em vừa quay mặt hoa cho các bác đấy. 700.000, số 13. Số 12 có giá là 480. 480. Dề số 12. Số 11 cũng là 480.000 ạ. Đây, dề số 11 đây. Tiếp theo dề số 9. Dề số 9 thì có 3 thân. À, 400.000 cái dề này, nó nặng 5 lạng. Đây này, dễ đây mọi người ạ, đây này. Dễ nó đang bắn ra mầm đây, mầm bắt đầu nhú lên rồi đây này. Đấy. Ở cái này đấy, thân nó dài nên là thành ra là nó nặng. Nặng ở cái phần thân nhiều. Hình 8 có giá là 800.000. Đây này là 1 cân. Đây, dễ đây. Đây. Đây cái mặt hoa của nó đây mọi người ạ. Mà bông cũng tàn mất rồi. Đây, họng đậm, họng tím đen đậm luôn. Đó. Đấy là các cái dề sơn thủy tiên, họng đen nâu. Tiếp theo thì em giới thiệu nốt cái phần phong lan bên này đi. Em có hôm nay thì có một bó hoàng thảo hương vani 100.000 một bó này. Một số thì bắt đầu nhú hoa rồi này mọi người ạ. Đây này. Đó. 100.000 một bó hương vani này. Cái chỗ phi điệp vàng này có 1 dề, 2 dề. Đây, 2 dề này em thanh lý là 60.000 nhá. 60.000 cái chỗ phi điệp vàng này. Tiếp theo là bó tóc tiên. Tóc tiên với một ít nhất điểm hoàng. Cái bó này là 80.000 ạ. 80k. Thanh đạm kế lộc 50k. 50.000. Đang nụ đây. Sắp cho hoa rồi, sắp nở rồi. Tiếp theo em có đùi gà. Đây là đùi gà tròn của Cao Bằng. Mặt hoa đây mọi người ạ, đang hoa này. Đó. Em bán giá là 180.000 1 kg. Hôm nay thì về được một ít này thôi. Tiếp đến là cẩm báo. Cẩm báo, da báo. Có nơi thì gọi là da báo, có nơi gọi là cẩm báo. Đây là mặt hoa này.
cái cẩm báo này thì có cái đặc điểm là hoa cực kỳ là bền và rất là thơm mọi người nhé. Cái mùi thơm của nó giống như là mùi nước hoa ấy. Mùi một loại nước hoa nào đấy em cũng không nhớ hãng nào, nhưng mà mùi thơm nhẹ nhẹ dịu dịu rất là dễ thương. Cái cẩm báo này thì hôm nay em không có thời gian làm hình nữa, em bán theo kg sẽ là 200.000 một kg. Và cây thì cây cũng khá là đều mọi người ạ. Đây này, cây nó cứ đều đều như này thôi. Đây. Đó. Cũng không có cây nhỏ. Toàn cây nhỡ trở lên, cây nhỡ và cây to. Đó. 200.000 một kg. Cẩm báo. Hôm nay thì em cũng chỉ về được một ít này thôi. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu các loại hài cho mọi người. Đầu tiên là hài Helen. Hài Helen thì hôm nay em có mấy suất này. Em bán giá là 100.000 một suất hài Helen. 100.000 một phần này mọi người nhé. Đấy. Hài Helen này. Tiếp theo là hài Hương. Hài Hương cái phần cây rời thì cũng là 100.000 một phần. Đây, 100.000 một phần. Cũng tùy hình thôi. Hình nếu mà hình nào có cây nhỏ thì nó sẽ được nhiều hơn. Còn hình nào cây to thì sẽ được ít hơn. Ví dụ như cái hình ở giữa này này thì chỉ được 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4, 5, 6 cây. Thành 5 cây và 1 dề đấy. 100.000 một phần. Hôm nay thì cái hàng rời này em cũng chỉ có về được một ít này thôi. Hải Hương thì bây giờ cực kỳ là hiếm và dân lên giá khủng khiếp lắm rồi mọi người ạ. Ngoài cái phần rời này ra thì em còn có các cái hình như sau. Các cái dề. Dề số 1. Dề số 1 có giá là 800.000. 800.000 cái dề Hải Hương này. Ở cái khu vực này em thấy Hải Hương này có rất nhiều cây nó có đốm như này mọi người ạ. Đây này, có nhiều cây có. Em không biết là cái mặt hoa của nó có gì khác so với những cái cây mà thân không có đốm hay không, nhưng mà em thấy là cái vùng này nhiều cây có đốm như này đấy. 800.000 hình số 1 là một dề luôn. Đó. Tiếp theo hình số 2 350.000 ạ. 350 hình số 2. Em cho bác xem đằng sau luôn. Đó. Dề số 3 180.000. 180.000 hàng rừng nên là cũng không tránh khỏi một số nó bị lỗi lá mọi người nhé. Hình số 4 cũng là 180. Này lấy từ rừng về, lá vẫn còn bẩn bùn đất này. Số 4 180. Tiếp theo hình số 5 150.000. Cái này thì gồm có hai thân thôi, nhưng bản lá to tròn. Số 5 150. Hình số 6 230.000 là một dề này. Và có một nụ sắp nở rồi. Đấy. Nụ này thì không bị thương, không bị tổn thương gì. Những cái nụ bị tổn thương thì nó sẽ bị nâu nâu đây, ví dụ như này. Nhưng mà nếu như mà chúng ta bảo quản được từ giờ đến nó khỏe đến lúc nó khoảng tầm, cái này chắc cũng phải tầm 1 tháng nữa nó mới nở mọi người ạ. Số 7 này có giá là 150, có nụ nhưng mà nó bị, do là nó va chạm với những cái cây khác nên là nó bị thâm một chút. 150.000 số 7. Số 8 cũng là 150. Cái dề này thì chắc là mọc ở chỗ nắng nên là lá nó có vàng hơn so với những dề khác. Số 9. Số 9 là 250.000. Ôi rất là bẩn mọi người ạ. Đây là đất này. Toàn cái bùn đất thôi. Cái này thì có một nụ tuy nhiên là đã bị gãy rồi, rất là tiếc. Đây này, nó bị gãy xuống rồi. Nụ này thì cũng khá là to. Nếu mà giữ được thì cũng chắc là cũng tầm 20 ngày nữa là nở. Số 9 250. Tiếp theo số 10. Số 10 dề này là 180.000 ạ. 180. Số 11 150.
Cái này có một nụ. Nụ này thì em nhìn qua thấy có vẻ cũng chưa bị ảnh hưởng lắm, khả năng là giữ được. Số 11, 150. Tiếp theo số 12. Số 12 là 100.000. Cái này cũng, cái nụ này thì cũng còn khá là nguyên vẹn mọi người ạ. Đấy, nụ số 12 này thì cũng khả năng là giữ được ạ. Đấy là các cái hình hài hương. Tiếp theo thì em có các cái phần hài trần liên. Hài trần liên thì 100.000 một phần mọi người nhé. 100.000 một phần ạ. Đấy. Hài này thì lấy về em cũng chưa tỉa rễ đâu. Tốt nhất là về các bác cũng không nên tỉa rễ, để cho nó đỡ bị hao nước, với cả khi mà mình trồng ấy thì là cây nó đỡ bị lung lay, thì cái tỷ lệ sống nó sẽ cao hơn. Đấy, rễ một số cây rễ rất là dài luôn. 100.000 một phần hài trần liên này. Hầu như hình nào cũng có cây rời và một số rề, nhưng mà rề nhỏ thôi ạ, không có rề to. Đó. Hôm nay thì em cũng chỉ có 8 suất trần liên thôi. 100.000 một suất. Tiếp theo là hài táo. Hài táo thì cái lô này nó bị lỗi lá một chút mọi người nhá. Đây này, một số lá nó bị gãy này. Đó. Nên là cái lô này thì lô táo này thì em sẽ thanh lý 70.000 một phần. 70.000 một phần táo này. Hôm nay thì em có 2 phần. Đấy. 2 phần. 70.000 một phần hài táo. Tiếp theo là một rề hài kim lá ngắn. Rề này có giá là 180.000 ạ. Rề kim ngắn 180.000. Hài kim thì lát nữa em sẽ giới thiệu cái hàng kg với các bác sau. Em giới thiệu đến tiếp đến với các bác đó là hài hằng ạ. Hôm nay thì về được một ít hài hằng như này thôi. Đó, thì cũng có nhiều loại giá mọi người ạ. Cái này hàng rừng này, thế nên là lá nó cũng bị côn trùng ăn cắn rất là nhiều. Hôm nay thì em sẽ có giá từ 40.000. Ví dụ như cây này này thì sẽ có giá là 40.000. Sẽ có cây 40, cây 50. Cây 40, cây 50. Nhưng mà cái số lượng cây 40 rất là ít thôi mọi người nhé. Đây này, có một số ít ở đây, chắc khoảng tầm chục cây đổ lại thôi. Ngoài ra thì em còn có cây 70 này. Đấy, ví dụ như cái size này thì sẽ là size cây 70.000 này. Cây 70, cây 90. Và cây 100. Cây 100 là cái cây to nhất ở đằng bên này. Nó sẽ là một rề, nhưng mà sẽ có thân già này. Thân già với cả thân tơ. Nhưng mà nó là một khóm ấy. Thì khi mà các bác trồng thì cái tỷ lệ sống của nó sẽ cao hơn. Cái rề này có một mầm ra đây nữa này. Đây. Cây này thì cũng là 100 đấy ạ. Mấy cái cây to đằng bên này thì là 100.000. Đó là hài hằng. Tiếp theo là hài Vân Nam. Hài Vân Nam thì hôm nay em về được một lô này. Cây cũng khá là đều mọi người ạ. Đấy. Em bán giá là 50.000 một cây hài Vân Nam. Cái hài Vân Nam này em xin được chia sẻ với các bác này. Do là một số cây trưởng thành thì nó đang mùa hoa, hoặc là nó vừa qua mùa hoa rồi. Thế nên là cái mầm non ở cái phần gốc nó sẽ chưa thể nào nhú lên cao được mọi người nhé. Đó, ví dụ như cái cây này này, cái mầm gốc nó mới chỉ nhú lên một tí như thế này thôi. Đấy, thì cái cây này sẽ là cái cây bị cắt hoa đi rồi này. Và tới này chúng ta lấy về chăm. Chúng ta lấy về chăm thì chúng ta sẽ đợi cái mầm gốc này lên. Đó. Tất nhiên là vẫn sẽ có một số cây nó là thân tơ.
Phần tơ thì chúng ta sẽ không không cần phải chờ cái mầm gốc. Đấy, 50.000 một cây, Hải Vân Nam. Tiếp theo là Hải Kim. Hải Kim thì hôm nay em vẫn về hai dòng, đó là dòng lá dài, kim lá dài và kim lá ngắn, đều đồng giá là 40.000 một lạng mọi người nhé. Đây là kim lá dài này. Đối với cái dòng lá dài này thì nó sẽ dài khoảng tầm 1 gang, 2 gang rưỡi, 2 gang rưỡi đến 3 gang, trong khoảng từ 2 đến 3 gang. Thế còn các cái dòng lá ngắn thì là nó sẽ cứng cáp hơn. Và lá nó chỉ khoảng tầm 1 gang rưỡi, trung bình 1 gang đến 1 gang rưỡi thôi mọi người ạ. Đây này. Đó. 40.000 một lạng. Hải Kim. Đây là hải mốc hồng ạ. Hải mốc hồng thì em bán giá là 15.000 một lạng. 15.000 một lạng. Cái mốc hồng lô hôm nay cũng tương đối là đẹp, vừa qua mùa hoa rồi. Mốc hồng 15.000 một lạng. Hải Henry cũng 15.000 một lạng. Henry 15.000 một lạng ạ. Hải Coxy cũng 15.000 một lạng. Cái coxy này thì nó cây nhỏ với cả nhẹ nên là một lạng sẽ được nhiều hơn so với Henry mọi người nhé. Tiếp theo là hải dâu xanh. Hải dâu xanh thì các bác lấy theo lạng thì em cũng tính giá là 15.000 một lạng. Còn các bác lấy theo kg thì sẽ là 120.000 một kg. Hải gấm 15.000 một lạng. Hải gấm thì đang mùa hoa rồi mọi người ạ. Đây này, mặt hoa đây. Bác nào chưa biết mặt hoa thì em dở ra cho các bác xem. Đó, hải gấm 15.000 một lạng. Hải giáp 15.000 một lạng. Hải giáp thì hôm nay em có hai loại này. Cái loại này là loại cây đẹp, giáp cây to đẹp, hàng vừa mới về, còn tươi. Và em còn có một cái mặt hàng giáp thanh lý. Đây, đây là những cây nhỏ và bị lỗi lá này, bị nói chung lỗi lá, tụt lá rồi. Đấy, tuy nhiên là để mà các bác vào vườn thì cái lô này cũng rất là ok luôn. Em bán giá là 70.000 một kg giáp thanh lý. Tiếp theo hải vệ nữ 50.000 một kg. Vệ nữ 50.000 ạ. Vệ nữ thì cũng qua mùa hoa mất rồi. Nói chung là các loại hải thì bây giờ hầu như là đang hoa hoặc là qua hoa mất rồi. Tiếp đến là các cái loại hải ngoại. Hải ngoại thì hôm nay em có các loại sau này. Em có hải trò đốm, thiên lý số 3, hải hồng an 3, hàng đột biến ấy, hoa trắng, mau đi đỏ giống này, coca green này, rùa đỏ, exxon, mau đi đỏ cây trưởng thành, ếch xanh, đây là mau đi xanh và complex xanh, với cả cái này là lady in charm. Đấy là các cái loại lan hài. Sau đây em sẽ báo giá từng loại một. Đối với cái loại số 1 là thiên lý số 3 thì em có chia thành các hình như sau. Hình số 1, à không phải, hình số 7 nhé các bác nhé. Hình số 7 có 3 ngọn là 280.000 đây. Tiếp theo hình số 5. Hình số 5 có 4 ngọn, có giá là 300.000 ạ. Đây, hình số 5. Hình số 4 450.000, 5 ngọn. Nói chung là cái nào cũng giống nhau thôi mọi người ạ, chỉ chẳng qua là các bác xem là cái hình nào phù hợp với cái nhu cầu về số tiền của chúng ta thôi. Còn các hình thì em sẽ tính theo thân ấy. Số 3 200.000 2 ngọn. Số 6 450.000 4 ngọn. Số 2 450.000 4 ngọn. Số 1 450.000 5 ngọn. Số 12 450.000 4 ngọn.
số 13, 400.000, 4 ngọn. Đấy là các cái hình thiên lý số 3. Và đằng bên này là hài chó đốm. Hài chó đốm thì em bán giá là 180.000 một cái phần này. Thì có phần thì có hai thân, phần thì một thân. Một thân thì sẽ là cây to. Đấy, 180.000 một cái cốc này mọi người nhé. Chả biết gọi là gì luôn. Gọi là cốc cũng không phải. Gọi là bịch à. Một bịch này à. Đó. 180.000 hai chó đốm. Tiếp theo hồng an 3, 500.000 một cây, một cốc. Hồng an 3. Tiếp đến là mau đi đỏ hàng giống 230.000 ạ. Rùa đỏ 450, Coca Green 350. Đây là Exxon. Exxon thì có giá là 350.000 một cốc. Tiếp theo mau đi xanh 400.000 một cốc. À em có Philip Light 700.000 một cây ạ. Mau đi đỏ hàng này sẽ là 350.000 cây trưởng thành. Mau đi đỏ. Lady in Charm có giá là 500.000 một cốc. Complex xanh 400.000 một cốc. Và em có một cốc ếch xanh 400.000. Đây, một cây ếch xanh này ạ. Đấy là các cái mặt hàng trong phiên ngày hôm nay. Các bác có nhu cầu lấy loại nào thì liên hệ với em qua số điện thoại 0914996482 mọi người nhé. Em xin phép dừng video đây ạ. Và chúc cả nhà có một cái kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân ạ.